Mình nha. Bữa nay mình sẽ đi bữa nay mình đi Ua Đầu Vẽ. Cái chợ này nó bán nhiều đồ lắm cả nhà. Nó bán nhiều đồ mà nó bán rẻ, bán đồ sỉ. Giống như là chỗ này bán đông lắm luôn á cả nhà. Nó bán số lượng nhiều á cho nên nó bán cũng rẻ. Quay cho cả nhà coi ngay khu chợ này nè. Chợ này á mình ít có đi á, một năm mình đi chắc một lần, có khi biết vào đâu không có đi lần nào, tại nó cách nhà mình tới tiếng mấy đồng hồ rồi cả nhà, ở xa lắm. Ở đây là người ta đi, người ta mua lần nào ta mua số lượng nhiều để ra dành xài á cả nhà, tại vì nó rẻ đó, nó rẻ hơn là mấy cái siêu thị ở ngoài chợ khác, còn ở đây nó bán số lượng nhiều quá cho nên hả, cho nên nó bán giá sỉ cả nhà, rất là rộng luôn. Cái khu ở đây rất là rộng. Mỗi năm dịch đi xếp hàng một ngày nó cho vô có bao nhiêu người xếp hàng dữ lắm luôn, có người đi xếp hàng cả mấy tiếng đồng hồ mới vô được cả nhà. Bây giờ nó hết dịch nó vắng rồi, nó hơi đỡ rồi, cho nên đông thì đông nhưng mà nó không phải xếp hàng nữa, cho nên hai chuyến này mình đi vô. Chợ này lúc nào cũng người ta đi mua đông nghẹt cả nhà, mua số lượng nhiều hơn cả nhà, người nào đi ra cũng đẩy một xe hai xe cả nhà. Nó bán đồ xài trong nhà đủ thứ đồ, nó ai ra cũng mua biết bao nhiêu túi luôn, người nào đi cũng đẩy xe, đẩy một chiếc hai chiếc không hơn, đốt hai vợ chồng đẩy hai chiếc, ai cũng mua số lượng nhiều hơn cả nhà ơi. Chợ này nó đông lắm cả nhà. Ở chỗ này thì bán bánh mì, đồ ăn. Nhân. Nhân chào ông bà cô chú nè. Nét trước con nè. Xin chào ông bà cô chú. Con đi đâu vậy? Hả? Cái xe nó trời ơi. Ba mày chắc muốn hốt cơ. Vô trong chợ này cả nhà. Trong chợ bán nhiều đồ lắm. Nó bán rẻ hơn ở ngoài vài đồng, 5 10 đồng thôi. Ben. Mua mấy cái rầu bằng chải này mình để mình thay bằng chải pin của mình. Này ba cái. Một cái 150 đó nè. Mình sẽ lấy cái này mình thay cho mấy cái bằng chải tính năng. Đây xà bông ở cửa nhà. Xà bông quá trời xà bông. Xà bông này ở chỗ siêu thị bán một chai vậy là 40 mấy đồng, ở đây nó bán chai có 26 đồng cả nhà. Còn lia thì đó, người ta bán 85 đồng, ở đây nó bán 74 đồng cả nhà. Ủa rồi. Số tiền con à? Số tiền kia. Cái này nước rửa chén. Rửa chén ở đây bán 34 đồng. Ở tiệm Tây như bán ở đi ra đi lên luôn không ạ. Thêm tí à. Ở chợ Đẳng là bán 50 đồng. Đây 34 đồng. Để hai chai để dành xài.
đi. Đi đi. Đây là xà bông giặt đồ cả nhà, xà bông quá trời xà bông luôn. Ben do this, huh? This is it. It looks, looks good. It's good. This. Cái bự gì mà có hai mức đồng đó nha. Men det räcker. Jag vill ha en xà bông gội đầu đô thì 14 đồng, đô có 14 đồng, đô nó rẻ. Mình mua chai đô để cho chồng mình, nó đi đá banh nó bỏ vô cái cặp. Chợ con mua cái gì đó hả? Chào ông bà cô chú ơi. Chào ông bà cô chú. Mấy cha con đi toilet rồi cả nhà ơi. Mình đứng ở đây mình chờ. Mình đứng ở đây chờ xong mình đứng dưới mấy cha con nó ra rồi mình đi tiếp cả nhà ơi. Xíu mình sẽ mua giấy bạc. Giấy bạc bạc bao đồ ăn với bọc kiến. Bây giờ mình đi lên tầng trên nè cả nhà ơi. Ở tầng dưới là nãy đồ rồi xong rồi ha, quần áo. Phía bên đây ha là đồ thể thao này kia nọ. Bây giờ mình đi lên tầng trên. Tầng trên coi nó có gì. Thầy dắt nó không có chịu nằm yên rồi cả nhà ơi. Bây giờ nó ngất cái đầu lên, nó dòm quá trời dòm rồi. Cả nhà ơi quá trời luôn, đi nãy giờ nó rộng mà ha, đi kiếm mua đồ đi vòng vòng ngoài ha, muốn mua đồ thịt đi đi tàn không chóng mặt luôn cả nhà. Cái này nước cider. Ủa đi cider kìa papa. Cider áp đêm quá trời đồ luôn. Đây là chỗ khô quá, bán bông bán hoa. Không biết bên đây là nước, nó từng khu cả nhà ơi, quá trời rộng. Đi mà lơ mơ là kiếm không có chỗ, không biết đường đâu mua. Chips hả? Đi hả? Đi hả? Lắm 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 lắm. Vì lắm 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 lắm. Rộng ở đây rộng luôn á, nó từng khu. Mình mà không biết chỗ là mình đi kiếm một hồi mình bị vớ cả nhà, kiếm không có ra đâu cả nhà. Đi kiếm mấy cái chai để trong nhà cho nó thơm á. Ben kêu ngồi chờ một chỗ, nó đi kiếm vòng vòng không kiếm ra nó cả nhà. Where's my bench? Bây giờ kiếm đường đi.
Mua bịch bánh này ngồi trên xe ăn cả nhà ơi. Đây 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 đây, con đông quá. Bán số lượng nhiều quá cho nên nó đông, đây mua nó tiền. Bacon một cuộn cái hả? Ký. Bacon. They're going to add the oops so much. Oh. Cái đó mà ăn không kịp là nó bị hư á con. Nó nhiều quá. Cả ký, ký mấy á. Bye bye. Leave the throat in this town so I don't find. Nè, út nè, út 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 phô mai nè với chị kìa. Dạ. Mua sữa chua đi, sữa chua cho em ăn nữa. Trứng à. Này trứng à, trứng cá gì? Đây mẹ mua miếng nào cà phê, cái cà phê. Mẹ mua cà phê. Cà phê. Ừ, lấy một cái. Nào cũng thế nào nó không phải. Hỏi tay kìa, hỏi tay. Ý nghĩ ông. Bà sáu bảy hàng mà người nào người nấy chờ quá trời chờ luôn cả nhà ơi. Nè. Đi mua ha, nói không mua gì mà đi ngồi cũng một xe cả nhà. Trời mưa sắp tới không bà cô chú ơi, trời mưa sắp tới ơi, thổi quá trời thổi luôn ơi. Men jag måste springa. Du bara tar dig nä. Du dig em då. Đông quá trời đông luôn á. Xếp hàng á, mười mấy hàng mà người nào người nấy. Chờ quá trời chờ. Đồ cả nhà ơi. Bởi vì nói rẻ mà ai mà vô đây mà người nào ra cũng một xe đầy quá trời. Mình cũng hết mấy túi rồi cả nhà. Giờ đi kiếm đồ ăn. Đi kiếm nè. Bán gì ta?
Nhà ơi, bây giờ ha, mình với con gái mình thì đi ăn ăn đồ Thái, ăn bốc thê. Còn ba, còn chồng mình với John thì đi ăn hamburger cả nhà. Chia ra half phe cả nhà. Hai mẹ con thì đi ăn bốc thê. Còn hai cha con kia thì đi ăn hamburger. Mời cả nhà ăn chung với hai mẹ con mình nha. Thêm một người 125 cả nhà. Con nít 90. Ừ. Con mà 5 tuổi tới 10. Hai cho con kia ăn hamburger. Không, tại dắt nó đi lên không có được. Ở trên này nó ở tầng đầu. Nó lên cầu thang thôi chứ nó không có lên thang máy đâu. Cho nên nó ginh dắt lên không được. Ăn hamburger mình không chịu ăn. Cái này là lồ Thái cả nhà. Nó là kèm cái sushi rồi háo gạo như thế nhà. Đầu đầu tiên. Con gái tụi nó ăn toàn khoai tây không cả nhà. Mực hả? Phải mực không? Để cho không phải mực. Mềm mềm.
bố của con. Biết ngoài cả nhà. Giờ này giờ luôn, cho nên người ta vô nhiều lắm cả nhà. Nhà hàng bự lắm cả nhà. Nghe như cái nhà coi chút xíu. Mình đi sáng giờ, bây giờ mình cũng đã tới nhà rồi, đi chợ sáng giờ mua đồ xong bây giờ tới nhà rồi. Video mình quay nãy giờ cũng dài cả nhà ơi. Bữa nay kết thúc ở đây. Hẹn cả nhà vào đi. Sao? Bye bye cả nhà. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.